Cho ý kiến vào dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu cho rằng việc quy định rõ ràng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, cung cấp thông tin minh bạch chính xác sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách tốt nhất. Cho ý kiến việc đảm bảo cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng và quyền nghĩa vụ của tổ chức sản xuất kinh doanh, đại biểu Nguyễn Hải Dũng cho rằng nghĩa vụ của người tiêu dùng được quy định là phải lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhưng vấn đề là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là gì? Những sản phẩm hàng hóa có đầy đủ hóa đơn chứng từ mua bán và nhập khẩu, tức là được nhà nước kiểm soát, hay là chỉ có bao bì, tem nhãn rõ ràng, không bị tẩy sửa, được xác định là rõ ràng. Những mặt hàng khác ngoài quy định thì phải hiểu như thế nào. Để bảo đảm thực hiện được hàng sách tay, đấy thì chúng ta có xác định đây là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay không. Vì vậy đề nghị ban soạn thảo có thể giải thích thêm về quy định này để rõ nghĩa vụ phải tuân thủ của người tiêu dùng. Đại biểu Cầm Thị Mẫn nhấn mạnh thêm, đối với hàng hóa, sản phẩm có thể kiểm tra được, nhưng đối với dịch vụ, chỉ khi sử dụng mới biết được chất lượng nên không thể quy định là kiểm tra trước khi nhận. Thực tế cho thấy, người tiêu dùng vẫn tin tưởng vào các thương hiệu chất lượng, nên việc kiểm tra hàng hóa, dịch vụ là điều ít khi xảy ra. Trong khi đó, hiện các quy định được xây dựng trong dự thảo luật đều nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, nên cần làm rõ quy định kiểm tra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trước khi nhận. Trách nhiệm trước tiên là của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra xã hội phải bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện nhất định. Do đó, việc quy định nghĩa vụ của người tiêu dùng trong trường hợp này không khác gì đẩy trách nhiệm cho chính những người tiêu dùng trong bảo vệ quyền lợi của họ. Cũng trong phiên thảo luận, một trong những vấn đề cần được ban soạn thảo quan tâm bổ sung là quy định rõ việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi bị người tiêu dùng khác xâm hại. Chúng ta cũng cần quy định rõ là quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trước hết phải được tổ chức cá nhân kinh doanh đảm bảo, không bị xâm hại, không chỉ từ tổ chức cá nhân khác mà từ cả người tiêu dùng khác. Trong thực tế thì khi xảy ra tranh chấp giữa những người tiêu dùng thì tổ chức cá nhân kinh doanh thường có tâm lý để cho khách hàng tự giải quyết. Vì họ sợ can thiệp vào mà khách hàng này bị thiệt thì họ sẽ bị mất khách hàng đó và còn bị phản ánh tiêu cực, đặc biệt là trên mạng xã hội. Việc không can thiệp kịp thời cũng là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp va chạm giữa các khách hàng, nhiều khi có cả thương vong. Kính thưa đoàn chủ tịch, nhiều ý kiến cũng tán thành việc người tiêu dùng tranh giành chen lấn khi mua hàng hóa hay nhiều cử chỉ hành động kém tinh tế tại nơi công cộng đã và đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người tiêu dùng khác. Việc bổ sung quy định về quyền của người tiêu dùng là người tiêu dùng được đối xử công bằng với người tiêu dùng khác trong cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ xây dựng một xã hội văn minh hơn.